Các bạn thấy cái video vừa nãy có cái điểm gì bất ổn không? Đó chính là bởi vì cái này đấy. Bởi vì là lần trước mình có cắm nhầm cái cổng mic vào cái cổng đầu ra đây. Thành ra là cái mic thu này nó chả thu được cái gì cả. Vậy đây là ngày hôm nay thì mình mới phải ngồi đây để nói lại về cái video đấy. Và thật sự là cực kỳ xin lỗi các bạn vì cái sự ngu dốt của mình. Nhưng không sao cả, ngay bây giờ thì hãy cùng mình bắt đầu đi vào video ngày hôm nay nào. Đầu tiên thì hãy nói về mặt thiết kế của hai con xe này đi. Thì để cho các bạn dễ hình dung thì mình sẽ đưa ra những cái thông số về cái chiều dài, chiều rộng cũng như là chiều cao. Thì phải nói rằng là con Nervic có hẳn tất cả mọi thứ nó nhiều hơn so với cả con Everblade. Vì vậy nên là cái khoảng sáng gầm của con Nervic thì nó cũng cao hơn. Cụ thể là 140mm cao hơn so với chỉ 131mm ở trên Everblade. Chiều cao yên của Nervic nó cũng cao hơn ở mức 790mm. Và cái điều này thì sẽ khiến cho những cái bạn nào mà có chiều cao khoảng chưa được 1m7 thì nó sẽ hơi chới với khi mà sử dụng chiếc xe này. Cân nặng thì cái chiếc Nervic cũng nặng hơn so với cái Everblade đến tận 7 cân. Vì thế nên là nó gây ra hơi bị nhiều sự khó khăn khi mà dắt xe đi. Và về phần tổng thể bên ngoài thì mặc dù là cả hai xe đều thiết kế theo dạng thể thao, tuy nhiên thì thật sự là nó có hơi bị nhiều điểm khác nhau. Đầu tiên hãy nói về Nervic đi, thì chúng ta sẽ có một cái xe to bản hơn, nó hầm hố hơn với phần đầu và phần thân rất là to. Thiết kế này thì theo kiểu là trục chữ X với điểm nhấn là cụm đèn pha LED hình chữ X. Ở phần thân xe thì cũng có ốp nhựa hình chữ X trông rất là ngầu. Và điểm mạnh của thiết kế này nó rất là phù hợp với cả những bạn trẻ thích cái sự phá cách. Tuy nhiên thì nhược điểm của xe là nó quá to và nặng để dắt đi trong những cái bãi gửi xe. Và cũng như là phần yên xe cao thì nó sẽ gây khó khăn cho cả người ngồi trước và người ngồi sau nếu như các bạn không cao, đủ cao để ngồi lên xe này. Phần đèn xi nhan phía trước thì cũng được thiết kế nó không hợp lý cho lắm để ở bên dưới. Và cái điều này thì dẫn đến cái việc là đèn xi nhan để nó không được rõ lắm. Và nhiều khi mà đi ra đường mình vẫn sợ là bị các chú công an vẫy vào, bởi vì là đi xe thì không xi nhan. Tuy nhiên thì cái phần đẹp hơn của Nervic nó sẽ nằm ở cái phần mâm ở bên dưới. Khi mà chúng ta sẽ có một cái mâm nó được sơn màu đen đồng màu với cả xe, và kèm theo đó là một đường chỉ đỏ. Nó sẽ trông nổi bật hơn rất là nhiều so với cả cái mâm chỉ cái màu bạc bạc rất đơn điệu ở trên Everblade. Chiếc Nervic cũng sẽ có một cái lốp xe nó to bản hơn, lốp 110-80, to hơn so với cái Everblade, nó sẽ bám đường hơn. Tuy nhiên thì nó lại dễ cán đinh hơn. Và mình hình như là có một lần bị cán đinh ở trên con Nervic của mình rồi. Và có một cái điểm nữa mà ở trên Nervic có nhưng mà Everblade không có, đó là ở cái phần phía trước các bạn sẽ có một cái hộc để đồ nho nhỏ, có thể để kính hoặc là để những cái đồ nho nhỏ vào đấy. Và ở bên trong đấy thì cũng có thêm cái đốc sạc 12V. Các bạn có thể cắm cái tẩu này vào để có thể sạc cho smartphone, rất là xịn sò. Và thật sự mà nói thì tổng kết lại ở cái thiết kế của con Nervic, thật sự là nó rất là đẹp, nó rất là hầm hố. Nhưng có một vài điểm mà mình cảm thấy rằng là cực kỳ không hài lòng. Đó là ở phần đằng sau thì các bạn sẽ không có một cái tay dắt xe như những chiếc xe bình thường. Mà mặc dù xe rất là nặng nhưng các bạn sẽ có hai cái hốc dắt xe ở đằng sau. Ốp nhựa ở đằng sau nó cũng không được chắc chắn cho lắm, dẫn đến cái việc là khi dắt xe thì rất là dễ cầm nhầm vào đấy và gây ra gãy cái nhựa đấy. Cái thứ hai đó là cái chắn bùn của xe Nervic thì mình cảm thấy rằng là nó thiết kế nó không được ok cho lắm. Kiểu như là giữa hai cái xe chắn bùn nó cách nhau hơi bị xa. Nếu như các bạn so cái khoảng đấy ở trên Everblade thì nó sẽ rất là gần nhau. Và nó dẫn đến cái việc là Nervic đi ở dưới trời mưa rất dễ bị bắn bùn bẩn. Và nó bẩn hơn rất là nhiều so với cả đi Everblade. Muốn ổn hơn thì có thể là phải cắt cụt cái đuôi đi và thêm một cái chắn bùn nữa thì nó mới có thể là đi dưới trời mưa ổn được. Còn ở bên Everblade thì mình rất là yên tâm về cái vấn đề là đi dưới trời mưa. Còn về chiếc Everblade thì sao? Thì thật sự về mặt thiết kế thì mình thấy rằng là nó phù hợp với cả đại đa số người tiêu dùng. Form dáng xe đời thứ tư đã thon gọn hơn rất là nhiều so với cả các đời trước. Tuy nhiên thì xe vẫn giữ được những cái nét thể thao góc cạnh. Điểm mà mình thích nhất ở Everblade là phần đầu xe với cụm đèn định vị ban ngày màu xanh, nhìn ngầu hơn rất nhiều so với cả đèn vàng nhạt nhòa ở trên Nervic. Tem của Everblade cũng đẹp hơn với dòng chữ AB làm chủ đạo. Logo AB ở đầu xe thì phải gọi là đẹp khỏi nói rồi. Nhưng mà nhìn chung thì Everblade có một thiết kế nó rất là liền mạch, cân xứng và có tính thẩm mỹ cao, phù hợp với rất nhiều đối tượng từ trẻ tuổi cho đến trung tuổi. Về phần phuộc thì cái cảm quan bên ngoài của mình thì mình thấy rằng là phuộc cái màu đỏ ở trên con Nervic cực kỳ là ngầu. Tuy nhiên thì có một điểm không biết có phải không, nhưng mà cái góc chéo của cái con Everblade lớn hơn so với cả phuộc ở trên Nervic. Phuộc ở trên Nervic thì gần như nó là thẳng đứng. Hình như là tại vì như thế, thế nên là cái phuộc ở trên Nervic nó yếu hơn. Bởi vì là trong quá trình sử dụng của mình thì mình thấy rằng là phuộc của Nervic có một vài lần nó bị sập cái phuộc đấy và nó hơi kêu một chút. Nhưng mà trên Everblade thì mọi việc diễn ra vẫn rất là trơn tru.
phần cốp của Nervic thì nó có dung tích nhỉnh hơn so với cả Everblade một chút. Tuy nhiên thì mình lại thấy thích cái thiết kế thông minh ở trên cái chiếc Everblade hơn. Cụ thể các bạn sẽ có hai ngăn để chứa đồ và nó chia làm một ngăn nhỏ, một ngăn to. Ở cả hai cái cốp này thì các bạn đều có thể để được mũ 3/4. Tuy nhiên thì nó sẽ hơi chật chội một chút nếu mà muốn để thêm một số đồ nữa. Nhưng mà ở trên con Nervic thì các bạn sẽ để được cái mũ 1/2 bên dưới rồi để mũ 3/4 lên trên. Vẫn rất là ok. Bình xăng của cả hai xe cũng đều được đặt ở phía trước và nó cũng khá là tương đồng nhau. Với Nervic thì nó sẽ là bình 4.6 lít, còn Everblade thì sẽ là bình 4.4 lít. Và nhân thể thì nói luôn về cái phần tiêu thụ nhiên liệu thì cái mức tiêu thụ của cả hai xe mình nghĩ rằng là nó cũng khá là tương đồng nhau luôn. Tuy nhiên thì Everblade tất nhiên là nó sẽ nhỉnh hơn về cái phần tiêu thụ nhiên liệu. Cụ thể là cái mức tiêu thụ của nó sẽ là 42.5 km/1 lít xăng. Bọn mình có đo được thì nó sẽ gọi là tiêu thụ ít hơn so với cả Nervic ở cái mức 42 km/1 lít. Bây giờ thì chê tiếp chiếc Nervic nhá. Cái chỗ để chân của chiếc Nervic ấy, thật sự là phải nói rằng là nó rất là dễ khiến cho giày của người đằng sau đá vào chân của người đằng trước và rất là dễ bẩn quần. Mình rất là ghét cái điểm này. Tuy nhiên thì ở chiếc Everblade thì nó lại làm rất là khác. Vì thế nên là ngồi hai người ở trên chiếc Everblade ngon hơn so với cả Nervic. Xét về động cơ thì về mặt thông số thì cả hai đều được trang bị động cơ là 125 phân khối, nhưng mà công suất của Nervic 125 sẽ cao hơn một chút so với cả Everblade. Công suất tối đa của Nervic 125 là 11.8 mã lực tại 8.000 vòng trên phút. Mô men xoắn cực đại là 11.3 Nm tại 7.000 vòng trên phút. Honda Everblade thì có công suất là 11.2 mã lực tại 8.500 vòng trên phút và mô men xoắn cực đại là 11.26 Nm tại 5.000 vòng trên phút. Như vậy là theo những thông số này thì ở mặt lý thuyết thì cái chiếc Nervic nó sẽ có công suất lớn hơn so với cái Everblade. Nhưng ở nước ga đầu thì cái chiếc Everblade nó sẽ tốt hơn so với cả chiếc Nervic. Và thực tế chứng minh đúng là như vậy, bởi vì là ở cái nước ga đầu thì mình thấy rằng là ở trên Everblade nó có cái sự nhanh nhạy hơn, nó bén hơn so với cả Nervic. Tuy nhiên thì không hiểu tại sao, có phải là do tay ga của Everblade quá nặng hay không mà mình đi ở đường thành phố, những cái lúc mà tắc đường thì mình cảm thấy rằng là hơi mỏi tay một chút. Và xét ở cái giải tốc cao thì chiếc Nervic 125 nó có một cái điểm được giữ lại so với cả chiếc Nervic 155, đó là cái van biến thiên VVA. Thì cái van biến thiên VVA này nó sẽ giúp cho cái khả năng tăng tốc của xe tốt hơn. Và ở cái giải tốc từ 50 km trở lên thì mình thấy rằng là van VVA được mở và chiếc Nervic 125 nó thật sự là bốc hơn rất là nhiều so với cả chiếc Everblade. Về cái cảm giác lái thì phải nói rằng là mình thích ở trên chiếc Nervic 125 hơn. Thứ nhất là cái form dáng xe nó rất là hợp với mình. Cái tay lái của xe nó dài hơn so với cả Everblade. Cái chiều cao xe mình ngồi nó cũng thoải mái hơn. Thế nên là ngồi ok này, rồi là đi thì xe nó cũng bốc hơn so với cả Everblade. Còn ở chiếc Everblade nó sẽ hơi nhỏ hơn một chút. Vì thế nên là khi mà mình ngồi trên xe thì mình cảm giác rằng là cái tay của mình nó không được để thoải mái như ở trên chiếc Nervic. Và đó, có cái ưu điểm là đi ở đường tắc đường thì nó sẽ hơi bị mỏi tay một chút. Cũng nói thêm về cái trải nghiệm vận hành thì mình thấy rằng là mình thích cái tiếng máy ở trên cái chiếc Nervic 125 hơn. Mặc dù là gầm to hơn một chút nhưng mà mang một cảm giác gì đấy nó nghe rất là vui tai. Còn ở trên chiếc Everblade thì thật sự là phải gọi con nhà lành ấy, nó kêu nhỏ nhỏ và cái tiếng của nó nghe như kiểu là tiếng kim loại ấy. Mình không thích cái tiếng này lắm, mình thích bé bự hư hỏng một tí hơn. Xét về mặt tính năng thì cả hai chiếc xe này đều có rất nhiều công nghệ. Ở chiếc Nervic phiên bản 2018 và ở chiếc Everblade 2019 thì chúng ta đều có Smart Key. Với Nervic thì cái điểm mạnh ở trên Smart Key của nó đó là nó có một thiết kế phải gọi là đẹp hơn, xịn sò hơn. Bởi vì nếu như các bạn nhìn sang chiếc Everblade thì thật sự là trông nó hơi bị đơn điệu một chút. Và cái tính thẩm mỹ của nó cũng không được như là ở trên Nervic. Chưa kể là sau cái khoảng thời gian sử dụng thì mình cũng thấy rằng là nó hơi có cái cảm giác chóc sơn một chút rồi. Còn cái Smart Key ở trên chiếc Everblade thì mình thấy rằng là có một cái điểm hơi bị bất tiện một chút. Đó là nó không phải là Smart Key Full Option như ở trên SH, mà nó đã bị cắt giảm một cái tính năng, đó là tính năng chống trộm. Cái thứ hai đó là Smart Key ở trên Everblade thì các bạn không chỉ là dùng cái ổ Smart Key bên dưới thông thường như ở trên SH, mà các bạn sẽ phải ấn nút đề để khởi động cái Smart Key đấy lên. Thì mình thấy rằng là cái thao tác ấn nút ở trên sau đó vặn ở dưới nó là hơi thừa, nó là hơi rườm rà một chút và mình không thích cái cảm giác đấy. Mình thích cái nhất quán ở trên chiếc Nervic hơn. Tuy nhiên thì nếu các bạn sử dụng Smart Key ở trên Everblade thì nó cũng có khá là nhiều điểm hay ho. Thứ nhất là nó sẽ có đèn sáng vào ban đêm. Cái thứ hai đó là các bạn nếu mà đang để ở chế độ mở cốp mà quên tắt máy thì khi mà đi xa ra thì nó sẽ tự tắt máy cho các bạn. Nếu mà ở trên chiếc Nervic thì nó chỉ kêu chuông báo động thôi, nó sẽ không tắt và cái tính bảo mật của nó sẽ không bằng chiếc Everblade. Tiếp nữa đó là các bạn có thể là thay đổi chuông được, thay đổi chuông báo hiệu ở trên cái chiếc Everblade.
Cái điểm này thì cũng là một cái tính năng vui vui thôi, tuy nhiên thì mình thấy rằng là mình cũng không dùng nhiều. Và cả hai xe thì đều có cái tính năng là ngắt tạm thời khi mà các bạn dừng đèn đỏ. Đối với cả Nvic thì nó sẽ là Start Stop System, còn đối với Everlade thì nó sẽ là Idling Stop. Bây giờ mình sẽ phân tích xem là cả hai xe này thì nó có cái điểm gì khác nhau. Thì đối với cả cái hệ thống SSS ở trên Nvic, khi mà dừng đèn đỏ thì nó sẽ gần như là dừng luôn. Mốc đèn đỏ đầu tiên thì các bạn phải dừng 20 giây để cho máy có thể tính toán được. Tuy nhiên thì cái điểm yếu của cái này đó là khi mà các bạn đi ở đường tắc đường ấy, máy gần như là nó sẽ dừng liên tục, và mình cảm thấy rằng là cái này nó hơi không thông minh lắm. Còn ở trên Everlade thì nó sẽ dừng khi mà nhiệt độ máy của nó đạt ở mức trên 60 độ. Cái điểm này thì nó cũng có những cái điểm hay, nó là chính xác hơn ở cái thời tiết bình thường. Tuy nhiên thì khi mà trời hơi lạnh một chút thì máy của các bạn sẽ rất là khó đặt mốc 60 độ, và lúc đấy thì cái hệ thống Idling Stop của Everlade nó sẽ hoạt động thiếu hiệu quả hơn. Quay trở lại với cả cái mặt đồng hồ của hai chiếc xe này thì đối với cả Nvic, các bạn sẽ có một cái kiểu thiết kế nó cực kỳ là tương lai, cực kỳ là hiện đại, với một cái mặt đồng hồ LED lên đến tận 5,8 inch. Tuy nhiên thì lại nói điểm yếu của nó là khi các bạn mang ra trời nắng gắt thì nó sẽ không được rõ nét cho lắm, và đi ở dưới trời tối thì nó rất là nét. Cái điểm này khá là khó hiểu, không biết là do cái ông thiết kế của Yamaha thích đi đêm hay là gì mà lại thiết kế theo kiểu như thế này. Còn ở bên Everlade thì chúng ta sẽ có những cái mặt đồng hồ cơ thông thường và một cái mặt đồng hồ LED nhỏ nhỏ giống như kiểu xe lead ở những cái đời trước ấy, thì nó sẽ báo được rất là nhiều thông số. Nhưng mà ở bên con Nvic thì nó sẽ báo được cái lượng xăng tiêu thụ trung bình ở trên cái đồng hồ này. Thế nên là mình thấy rằng là về cái mặt đồng hồ thì Nvic vẫn có cái điểm nhỉnh hơn so với cả Everlade. Và trên đây tất cả những gì mình muốn chia sẻ với các bạn về hai chiếc xe có thể gọi là best cho tầm giá 50 triệu. Vậy các bạn sẽ chọn chiếc xe nào? Chọn Nvic vì cái đẹp của nó theo con tim, hay là chọn Everlade vì tính thực dụng của nó theo lý trí? Thì hãy để lại comment dưới cho mình biết nhá. Và video ngày hôm nay cũng xin được kết thúc ở đây thôi. Cảm ơn các bạn đón xem. Rất là mong các bạn sẽ tha lỗi cho sự ngu xuẩn của mình. Xin chào và hẹn gặp lại. Nhưng mà chưa hết đâu, mình sẽ kể thêm một câu chuyện về chủ nhân của chiếc xe Everlade mà mình mượn ngày hôm nay. Đó là anh Sang. Thì ban đầu khi mà chọn mua chiếc xe này thì anh Sang cũng rất là đắn đo suy nghĩ xem rằng là không biết với 50 triệu thì nên chọn Everlade hay là Nvic. Ôi, cũng kiểu đi hỏi chỗ này chỗ kia rồi là tìm hiểu tất cả cái thông tin. Cuối cùng thì thật sự mà nói thì quyết định sau cùng của anh Sang là mua cả hai con. Và video lần sau thì có thể là mình sẽ mời anh Sang đi review thêm con Nvic 155 của anh ấy để xem là tại sao lại có quyết định như vậy nhá. Các bạn nếu như hứng thú thì nhớ để lại comment dưới cho mình biết. Còn video ngày hôm nay chính thức kết thúc ở đây. Cảm ơn các bạn đã xem. Xin chào.